Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh đêm 31 tháng 1, ngày 1 tháng 2 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét đậm, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trời rét hại đến hại nặng, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, không mưa, trời rét đậm, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 12 đến 16 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, đêm có lúc có mưa nhỏ, trời rét hại nặng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 4 đến 7 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, không mưa, trời rét hại, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 8 đến 11 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Tiếp theo là thông tin thời tiết các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 22 độ C. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá mưa tuyết, nhiệt độ từ 10 đến 17 độ C. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Nam đêm có mưa, mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ từ 11 đến 22 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 30 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ C. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 10 đến 16 độ C.